Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Nhà Gốm Có Gì. Hôm nay Gốm Bác Tràng xin giới thiệu bộ sưu tập bình gốm cắm hoa luôn được ưu ái trong lòng khách hàng. Những chiếc bình được làm thủ công hoàn toàn từ những người nghệ nhân có tay nghề cao, tạo nên sản phẩm chất lượng, bền bỉ với thời gian, là sản phẩm vuốt tay, cốt gốm dày dặn, mang lại sự độc đáo. Bề mặt bình gốm bóng nên khó bám bụi, dễ dàng vệ sinh lau chùi. Với thiết kế đơn giản, phối cùng những tông màu trầm, phù hợp cắm mọi loại hoa. Những chiếc bình của Gốm Bát Tràng chắc chắn sẽ giúp các bạn thỏa thích sáng tạo không gian sống của mình theo phong cách riêng, từ truyền thống đến hiện đại. Tất cả sẽ giúp cho chủ sở hữu có khoảng thời gian thư giãn thoải mái tại nhà. Ngoài ra, bình gốm còn mang lại phong thủy tốt lành cho chủ sở hữu. Gốm Bát Tràng luôn tự tin khẳng định mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất. Để có thể mua và trải nghiệm dịch vụ, các bạn có thể ghé tới các cơ sở của Gốm Bát Tràng: cơ sở 1 266D Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng; cơ sở 2 396 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; cơ sở 3 18 Đường Tỉnh 351, thị trấn An Dương, Hải Phòng.